có bộ sưu tập các món ăn Alaska King Crab, hay còn được gọi là món cua hoàng đế, một món ăn thượng hạng và rất hiếm tìm. Thịt cua chắc ngọt, kích thước càng khổng lồ và mang hương vị tuyệt vời của biển cả. Hôm nay, Liên sẽ hướng dẫn các anh cách ăn King Crab đặc trưng của Vuvuzela để tận hưởng trọn vẹn hương vị đặc biệt này nhé. Đầu tiên, các anh cần loại bỏ lớp vỏ cua bằng cách cắt dọc chiều càng cua và cắt khớp cua. Và các anh nhớ cầm càng cua cẩn thận đừng để ngay ra ngoài nhé. Sau đó, bạn chỉ cần gỡ bỏ. Ngoài ra, Vuvuzela còn có những chất dưỡng tấu rất ngon và lạ từ King Crab mà Liên chắc chắn các anh sẽ rất thích đấy ạ. Voilà, đây là đủ cả bia lẫn đồ nhắm rồi, cùng thưởng thức thôi.